Nhà ga Bến Thành là điểm đầu tiên của tuyến Metro số 1. Nó sẽ là một cái nhà ga lớn nhất ở trong cái dự án này và cũng là một trong những nhà ga lớn ở trong khu vực Đông Nam Á cũng như là trên thế giới. Hiện nay về phần xây dựng thì đang chủ yếu tập trung vào các công tác hoàn trả, còn lại các công tác chính của nhà ga Bến Thành là phụ thuộc về phần cơ điện và kiến trúc. Chúng tôi đang đẩy cái phần hoàn thiện của cái cơ điện và kiến trúc này. Có hai điểm nhấn nổi lên mặt đất, đó là cái tháp làm lạnh và cái điểm lấy sáng là top light. Nhà ga Bến Thành là một điểm trung chuyển trọng yếu nhất của toàn bộ dự án Metro. Tại khối lượng thi công phần hoàn thiện đã đạt đến 99% rồi. Nhà thầu đang cố gắng sẽ hoàn tất các công tác thi công còn lại trong thời điểm tháng 4 này. Ga nhà hát được thiết kế dựa trên mô phỏng kiến trúc của nhà hát thành phố, lối kiến trúc cổ điển. Thế nên là từ tông màu sắc và đến các cái họa tiết hoa văn ở trên trần cũng như là các cái phần hoàn thiện như cột, tường và sàn đều được mô phỏng theo cái tông màu sắc theo gu cổ điển của nhà hát thành phố. Hiện tại thì chỉ còn lại các công tác xử lý lỗi defect và một số các cái hạng mục đang chờ hàng hóa do cái việc mà dịch bệnh nên là hàng hóa chưa thể về đến Việt Nam. Tại thi công cái phần hoàn thiện nó được khoảng đến 98% mà các công việc còn lại thì chủ yếu là đang sửa lỗi với lại bổ sung thêm một số cái phát sinh mới thôi. Vai trò của ga ba son thì nó đang kết nối giữa trên cao và dưới hầm và nó sẽ khác biệt so với hai ga kia là hai cái đường ga lên xuống nó đều ở một tầng, không tách biệt như ở bên kia là mỗi ga một tầng. This is the của cái nhà ga ba son là nằm ở cái khu vực nhà máy đóng tàu ba son trước đây, cho nên là có rất nhiều các cái vật cản gầm ở phía dưới và đặc biệt là cái vị trí nhà ga này cũng nằm sát với sông Sài Gòn nên là ảnh hưởng của các cái nước ngầm, nó cả hai yếu tố này là những cái cản trở với khó khăn trong quá trình thi công. Và cái điểm nhấn của cái nhà ga ba son này là có thể nhìn thấy các cái trần ở phía trên, chúng ta đã thấy ra các cái trần vượt sóng, nó để nó làm nó liên tưởng tới cái sóng nước cho đặc thù ở cái khu vực sông Sài Gòn ở khu vực ba son này.